Sáng nay ngày 25 tháng 5, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị trao đổi kỹ năng công tác, tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ văn phòng cấp ủy. Nhiều nội dung quan trọng trong công tác văn thư, lưu trữ của Đảng đã được trao đổi, truyền tải đến các cán bộ đảng viên phụ trách công tác văn phòng cấp ủy như thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng, quy định về công tác văn thư trong các cơ quan tổ chức Đảng, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Thành ủy Đà Nẵng, quy định gửi nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện động của Đảng và trên mạng internet, quy định chế độ sinh hoạt công tác Đảng của tổ chức cơ sở Đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở. Thông qua tập huấn nhằm trao đổi kinh nghiệm, giải đáp vướng mắc của cấp ủy trong quá trình thực hiện công tác, đồng thời cung cấp những nội dung thiết thực giúp những người làm công tác văn phòng cấp ủy nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Quận ủy Liên Chiểu vừa tổ chức hội nghị chuyên đề về triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Hơn 150 cán bộ, đảng viên, nhân viên đang công tác trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn quận được báo cáo viên Trường Trung cấp Chính trị Đà Nẵng truyền đạt một số chuyên đề gồm quản lý đô thị trong xã hội hiện đại, xây dựng thành phố thông minh từ kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới, kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo trong thời kỳ công nghiệp 4.0, giao tiếp đa văn hóa trong quản lý đô thị thời hiện đại. Thông qua hội nghị nhằm cung cấp cho cán bộ từ quận đến cơ sở các kiến thức, cách tiếp cận và phương pháp giải quyết các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động của đô thị trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần xây dựng thành phố thông minh, thành phố hiện đại và thành phố số.